đối với ung thư dạ dày trong cái giai đoạn mà bắt đầu xuất hiện chảy máu, tức là bắt đầu có hoại tử tổ chức rồi, tức là đây cũng là giai đoạn muộn rồi đấy, thì bệnh nhân bắt đầu là xuất hiện cái triệu chứng là nôn ra máu và đi ngoài phân đen. Tỷ lệ người Việt bị ung thư đang ngày càng tăng lên, đặc biệt là ung thư của đường tiêu hóa. Thế trong ung thư đường tiêu hóa thì nó có rất là nhiều, nó chia ra làm rất là nhiều loại, có ung thư dạ dày, ung thư thực quản, ung thư ruột non, ung thư đại tràng, thì chúng ta có rất là nhiều loại như vậy. Nhưng mà ung thư đại tràng hay ung thư trực tràng, tóm lại là cái hệ tiêu hóa của chúng ta từ thực quản ăn này vào khoang miệng, sau đó đến thực quản, sau đó đến dạ dày, sau đó đến ruột non và sau đó đến ruột già. Đường tiêu hóa chúng ta sẽ bao gồm cái là thực quản, đúng không ạ, là dạ dày, là ruột non, là ruột già, thì cái thực quản và cái dạ dày là ung thư đường tiêu hóa trên. Còn ung thư ruột là người ta gọi là đường tiêu hóa dưới. Đặc biệt là càng dưới như là đại tràng thì lại còn chia ra là các loại như là manh tràng này, kết tràng lên, kết tràng xuống, hay là đại tràng lên, đại tràng xuống này, rồi là trực tràng nữa. Trực tràng là cái phần cuối trước khi nó ra ống hậu môn. Thế thì trong ung thư ấy, cứ càng mà ung thư đường tiêu hóa trên thì cái tiên lượng tử vong càng tệ hơn, tức là càng nhanh hơn ung thư đường tiêu hóa dưới. Nên là đối với thực quản là có cái tỷ lệ tử vong rất là lớn, sau đó thì đến dạ dày. Thế thì những cái người mà ung thư đại tràng thì mọi người thấy rằng là tùy từng cái phân đoạn, có những người thậm chí là còn phải làm cái hậu môn nhân tạo. Sau khi mà người ta phẫu thuật xong ấy, thì người ta sẽ làm một cái hậu môn nhân tạo đặt ở bụng này này, và người ta đeo một cái túi để cho phân có thể là đi ra ngoài. Những người ung thư thì họ sẽ phải kiêng ăn rất là nhiều thứ. Bác sĩ muốn nói một điều đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cái lúc mà chúng ta bị rồi ấy thì nó khổ lắm. Ung thư dạ dày thì chúng ta thấy rằng là một cái loại ung thư mà bắt đầu từ các lớp tế bào bên trong niêm mạc của dạ dày. Đây cũng là một cái loại ung thư được xếp vào loại phổ biến ở Việt Nam. Và khi chúng ta có những cái dấu hiệu mà chúng ta biết, những cái dấu hiệu mà chúng ta nhận biết sớm, thì cái khả năng điều trị thành công và kéo dài thời gian sống của bệnh nhân rất là cao. Và nếu như phát hiện ở cái giai đoạn đầu ấy, thì ung thư dạ dày có thể được điều trị bằng phẫu thuật và các liệu pháp khác. Đây là một bệnh nguy hiểm, nói đến ung thư là chắc chắn là nguy hiểm rồi. Vậy thì những cái dấu hiệu nào mà chúng ta có thể nhận biết? Thì đầu tiên chúng ta hình dung là cái dạ dày nó sẽ ở cái phần bên dưới cái mũi ức của chúng ta. Và nếu như chúng ta thấy đau tức cái vùng này, tức là dạ dày của chúng ta đang có vấn đề, đúng không ạ? Thế thì trong một số các trường hợp viêm dạ dày cấp thì chúng ta sẽ thấy là cơn đau nó dữ dội kèm theo buồn nôn và nôn thốc nôn tháo. Nhưng trong một số trường hợp mà những cái viêm dạ dày mà mạn tính rồi, chúng ta sẽ thấy là nó đau âm ỉ, thì đó là cái dấu hiệu của cái các vấn đề liên quan đến dạ dày. Nhưng mà đối với đau do ung thư ấy thì nó khác hẳn cái đau thông thường. Ví dụ như loét dạ dày thì nó sẽ có tính chu kỳ và nhịp điệu, thường có xu hướng tăng lên khi đói và giảm đi sau khi ăn, hoặc là giảm đi khi sử dụng các thuốc kháng axit, hoặc là nó sẽ đau theo từng đợt, như là nó sẽ xuất hiện từng đợt và theo mùa vụ ấy. Cứ đến cái mùa đấy là chúng ta bị đau dạ dày. Thế còn để đau mà do ung thư ấy, cơn đau nó không rõ ràng, nó cứ âm ỉ dai dẳng. Và khi mà chúng ta dùng thuốc ấy, cái hiệu quả mà giảm ấy, nó rất là thấp. Cái cơn đau của loét là có tính chu kỳ và nhịp điệu. Cơn đau của viêm dạ dày thì chúng ta sẽ thường thấy là nó tăng lên sau khi ăn, hoặc là khi mà cái dạ dày chúng ta tăng tiết axit sau những cái căng thẳng, sau những cái stress, và cái tính chất đau của nó rõ ràng về vị trí. Còn đối với ung thư ấy, nó không rõ ràng về vị trí, nó cứ đau âm ỉ. Thì nếu như cái triệu chứng đau của chúng ta mà chúng ta không rõ nó là cái gì, và nó cứ đau dai dẳng hết ngày này qua tháng khác, và chúng ta dùng những cái thuốc mà nó không đỡ, thì lúc này chúng ta nên đi khám tại các cơ sở y tế. Một cái nữa đó mà hay gặp trong ung thư dạ dày, đấy là cái dấu hiệu là sút cân, chán ăn. Bệnh nhân ung thư thì thường gặp các dấu hiệu chán ăn và sụt cân không rõ nguyên nhân, bị sụt giảm một cách nhanh chóng mà không rõ do nguyên nhân gì, tức là mọi thứ đều bình thường. Nhưng cái dấu hiệu sụt cân ấy, tự nhiên trong vòng 1-2 tháng thôi mình bị sụt cân khoảng 2-3 cân, nhưng mà mình không biết là tại sao lại bị như thế, mặc dù ăn uống mọi thứ của mình hoàn toàn bình thường. Thì cái dấu hiệu mà sụt cân mà không rõ nguyên nhân thì lúc này chúng ta phải đi tầm soát ngay. Hoặc là một số người sẽ gặp cái tình trạng là sốt không rõ nguyên nhân nữa. Bệnh nhân cứ bị sốt, tức là cứ đến chiều hoặc là cứ đến buổi tối là cứ sốt 37.5 độ, 37-38 độ. Một cái dấu hiệu nữa rất là điển hình đó là chúng ta sờ cái vị trí này, cái vị trí ở hố trên đòn. Đây chúng ta sờ xác định, giúp bác sĩ dùng cái xương đòn ở đây. Mình có nhìn thấy cái xương đòn nó gồ lên không ạ? Thì cái xương đòn này thì nó có là thượng đòn, tức là cái hố ở trên đòn này, và dưới này là hạ đòn. Thế thì trong ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa trên, thì nó hay xuất hiện một cái đó là hạch thượng đòn. Và nếu như mà có hạch thượng đòn ấy, thông thường là có thể là ung thư phổi hoặc ung thư dạ dày. Còn nếu như mà hạch ấy nó nổi ở vùng cổ này, hoặc là hạch nổi sau tai này, hoặc là hạch ở nách này, thì cũng đỡ nhá. Trong ung thư vú thì sẽ hay gặp hạch ở nách, nhưng mà đối với ung thư dạ dày ấy, thấy là rất hay gặp cái hạch ở hố trên đòn. Đối với ung thư dạ dày thì nó sẽ kèm theo những cái triệu chứng điển hình của ung thư dạ dày, ví dụ như là buồn nôn và nôn nhiều. Và khi mà ung thư dạ dày nó đã tiến triển ở cái ngưỡng mà nó gây ra cái tình trạng phát triển lớn quá rồi, thậm chí là bệnh nhân nôn liên tục và gần như không có ăn uống được, rồi là đi ngoài phân đen, chúng ta hình dung như là cái sô cô la, không, nó đen hơn thế, đen hơn sô cô la, nó đen hơn cái sô cô la rất là nhiều. Và những cái bệnh nhân mà chảy máu đường tiêu hóa ấy, thì cũng có dấu hiệu là đi ngoài phân đen. Thế thì những cái người mà bị đường tiêu hóa trên
thì nếu như có xuất hiện chảy máu thì sẽ là nôn ra máu tươi và đi ngoài phân đen. Nếu như mọi người đi ngoài phân đen là bắt buộc phải đi khám luôn, bởi vì là có những cái chảy máu nó cứ rỉ rả mà chúng ta không phát hiện ra thì nó là thiếu máu, gây ra thiếu máu mạng tính. Tại vì cái cung lượng tuần hoàn nó bị thiếu thì cái tim mạch của mình nó phải hoạt động nhiều hơn, và thường những người này sẽ có xu hướng là tăng nhịp tim, tăng huyết áp để bù trừ lại trong giai đoạn đầu. Nhưng giai đoạn sau nó không bù trừ được nữa thì nó bắt đầu là giảm huyết áp và giảm cái nhịp tim.